Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Kitan Tarot Channel. Thời gian vừa qua thì nói chung là mình rất là hạnh phúc, rất là biết ơn luôn, rất là cảm thấy rất là đặc biệt vì được mọi người lắng nghe đó. Đó là một điều mà gọi là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà mình gọi là mình thấy vui sướng mà khi mà được người khác lắng nghe như vậy luôn, cho nên là đó là lý do mà mình cơ duyên mình tới với tarot và cũng như gọi là tarot chứ hả? Tarot, nhưng mà không biết sao là kid mình là thích gọi là tarot hơn, nó thân thiện, nó vui vẻ hơn. Thì cũng giống như vậy đó, tarot đối với kid là nó giúp mình vui vẻ hơn, nó giúp mình sống tích cực hơn mỗi ngày, và vì thế là mình nhờ có những cái thông điệp trải bài của các bạn tarot reader trên YouTube thì cũng là những cái cơ duyên, và cũng như là có một người bạn của mình cũng gửi là cũng trong một cái giai đoạn mà mình nhớ là năm trước á, cũng trải qua những cái giai đoạn là khá gọi là vấp víu trong cuộc sống, thì cũng chính nhờ bạn ấy gửi cho mình những cái trải bài, thì từ đó cũng chính là cái cơ duyên và đưa mình tới luôn. Nhưng mà ban đầu mình không có nghĩ á, là mình sẽ là một reader hay là một healer, là mình không biết gì về điều đó hết. Và sau những cái trải nghiệm tinh thần và cũng như là trải nghiệm về mặt tâm linh, có những cái điều gì đó về mặt tâm linh nó rất là thôi thúc kêu gọi luôn. Thì không biết kể ra như vậy thì các bạn nghe các bạn có tin hay không, nhưng mà có một lần nha, mình thấy cú mèo rất là thường xuyên. Nó lý do là sao bạn rất là thấy bạn thấy bắt gặp hình tượng bé cú nè, hình tượng cú mèo trắng nó liên tục trên cái video của Kid, và đó cũng chính là cái linh vật mà con vật spiritual animal của Kid luôn. Đó là một cái linh vật nha, một cái con vật mà rất là may mắn đối với Kid và cũng như là đem cho Kid rất là nhiều cái thông điệp luôn á. Thật sự là Kid đã tương tác với cú mèo cũng được khoảng hơn 10 năm nay, từ khi mà Kid học cấp 3 tới giờ. Hình như nói vậy là tiết lộ tuổi thật rồi ha. Nhưng không sao, nói luôn cái gì đâu mình lo ngại gì ha. Thật sự là hơn 10 năm nay thì luôn luôn Kid toàn là mỗi lần mà vô tình bất chợt đi ra ngoài, ngồi trên xe, Kiết không biết chạy xe đâu, nhưng mà mỗi lần ngồi đằng sau xe và Kiết nhìn lên trên đầu mình á, thì lúc nào mình cũng thấy là có cú mèo bay qua. Và lần đầu tiên mà Kiết được nhìn cú mèo một cách gọi là sát gần luôn á, là lúc đó là trong lần đó là Kiết đang cấp 3 mà đang lo lắng về việc là không biết việc đam mê là của mình, lúc đó hoàn toàn không biết gì về tarot hết. Thì bỗng đang ngồi ngay cửa sổ trong cái ánh đèn đường, rồi cái khung cảnh cái phòng lúc nó tắt đèn rồi, cho cái ánh đèn đường nó chiếu vào bên trong cửa sổ thôi, thì bỗng dưng ở đối diện bên bên kia đường là có cái trường học nha, có cái trường học đối diện khu nhà Kiết, thì bỗng dưng tự nhiên cái một Kiết thấy một con cú mèo bay qua bên cái đậu trên cái nóc trường, mình cũng thấy hơi sợ sợ rồi, mình thấy là trời ơi, lần đầu tiên mới thấy, tại nhân gian Việt Nam phong tục mình mà Việt Nam mà hay nói là trời ơi, nhìn thấy con mèo xui lắm nó cái gì đó, nhưng mà riêng Kiết thì Kiết nó một trải nghiệm nó khác lạ hơn, Kiết không cảm thấy là cái điều gì xui xẻo hết á, nhưng mà Kiết chỉ cảm nhận là cú mèo nó đang muốn tương tác hay là nói chuyện với mình thôi, đang ngồi góc cửa sổ vậy đó. Tự nhiên cái tại vì trước sau cửa sổ nhà nhà Kiết đó thì có một cái hành lang riêng, ý là cũng có một cái thành riêng nữa, thì con cú mèo tự nhiên nó bay lại nó đậu trên cái bé cú cú mèo bay lại đậu trên cái thành tường bên đó. Bạn biết làm sao không, lúc đó mình chỉ thấy sau lưng cú mèo thôi, mình sợ mình núp bóng vô, xong chúng mình nhìn nhìn ra thì cái mình nhìn lén chút xíu á, thì tự nhiên cú mèo cái, mình được đọc rằng là cú mèo có thể xoay đầu lại từ phía trước và xoay lại đằng sau lưng luôn. Thì bỗng nhiên cú mèo tự nhiên từ từ xoay lại và nhìn cái ánh mắt mà tròn to nhìn vào mình nha, nhìn vào mình mà mình hất bất ngờ mà hết hồn, mình giật mình phải né tránh liền, nhưng mà chúng mình tĩnh tâm nhìn là mình cũng hơi sợ sợ chứ, tim đập thình thịch luôn mà, xong rồi nhìn nhìn lén nhìn lại thì cú mèo vẫn nhìn mình. Thì ok, mình đó là trải nghiệm về cái hình ảnh linh vật này thôi ha. Thì sau đó thì cơ duyên đưa tới với Tarot là rất là bất ngờ luôn. Và cái trước khi mà mình tới với Tarot á, thì mình bắt gặp cú mèo bay ngang cùng song song với mình trong một lần mình đang ngồi sau xe mình bút rap, mình nhớ là mình đang đi rap đằng sau rap á, thì bỗng nhiên cú mèo từ đâu bay lại mà đáp xuống mà chạy bay ngang cùng với mình và nhìn mình, và sau đó bé cú á, cú mèo đó nó bay
đậu vào cái một cái lá cờ ở bên đường á nha. Mình gì hình như mình nhớ lúc đó đợt đó là dịp lễ Tết hay sao á. Thì lúc đó là mình bị thôi thúc, mình cảm giác là có điều gì đó rất là đặc biệt, rất rất là đặc biệt luôn. Thì sau đó là mình có về mình nghiên cứu, và đặc biệt là mình có rất là cảm ơn đến bạn bạn Chi Chi Babylon Bambilion, mình không nhớ cách đọc như thế nào, sorry Chi nha. Thì là mình có vào kênh, mình cũng hay theo dõi kênh của Chi, thì lúc đó thì tự bỗng dưng Chi có một cái video mà về thông điệp ngẫu nhiên chứ không phải là một cái trải bài nào hết, và Chi có nhắc nhắn ngắn gọn đến những cái người mà hữu duyên xem cái video đó. Thì là Chi có nhắc đến một cái câu là nếu mà thường xuyên mà có ai nhìn thấy mà dạng như trong những giấc mơ, hay là bạn có tương tác nhiều về cái linh vật, một cái con vật như là rắn rắn rồi những con vật, thì lúc đó Chi có đề cập tới cú mèo, thì lập tức mình sởn gai ốc và mình cảm thấy là có điều rất là đặc biệt, nó quá rõ ràng, có một sự tương tác từ tâm linh rồi. Và đặc biệt là Chi cũng có đề cập tới những cái vấn đề như là luôn luôn thấy số lập, và Kit luôn luôn thấy được những cái con số lập là 17, 17, 21, 21, 09, 09, những cái con số đặc biệt 22, 22, luôn luôn thấy số lập, giờ trùng lập luôn liên tục mỗi ngày luôn. Và thế là Kit đã biết quyết định, không biết vì sao Kit quyết định là phải mua liền, phải có liền cho mình một bộ tarot, và Kit có thể giới thiệu cho các bạn một bộ tarot đầu tiên mà Kit có nha. Và chúng chính là cái bộ đó mà Kit mà tìm hiểu rất là sâu sắc luôn á. Ủa, không có ở đây ta. À đây đây Bộ tarot này The Wild Unknown, biết tại sao mà đây là bộ đầu tiên không? Tại vì thật sự trước đó là Kit cũng muốn, Kit chỉ có Oracle thôi, Kit không biết gì về tarot hết. Thì sau lúc đó thì Kit mới kiểu như là ok. Mình xong rồi Kit có lắng nghe thông điệp của Chi thử rồi, sau đó là Kit có lên search về cái dữ liệu là bằng tiếng Anh, nó là mình thấy cú thông điệp từ con linh vật là chim cú nó là gì. Thì bỗng dưng nha, tại vì trước đó Kit có xem trên mạng á, thì những cái bộ bài tarot thì Kit có ấn tượng với cái bộ này, bộ The Wild Unknown, nhưng mà Kit không có biết rằng là nó khó, Kit sợ khó, không có, mình không có liên kết được tại mình chưa bao giờ coi tarot mà. Thì bỗng dưng á, cái có một cái điều gì nó xẹt ngang trong đầu khi mà coi video của Chi, và Kit sợ cái hình ảnh dạng như cái dữ liệu là mình thấy Kit có thông em là sorry mình thấy chim cú á, là nó có những cái ý tưởng hay là nó có những cái thông điệp thì muốn gửi gắm. Thì trong đó có một câu nói, thì nói chung là cái bài phân tích dài lắm, mà chỉ nhớ có một câu thế này nè: chim cú là một cái hình tượng rất là tâm linh, và khi mà chim cú muốn tương tác với bạn cũng giống như là đang muốn giúp bạn bước vào một cái thế giới, là một cái thế giới mà một thế giới thiên nhiên hoang dã mà các mà chúng ta không thể biết trước được. Thiên nhiên luôn luôn là những điều rất khó đoán, và vì thế, và có một câu nói rất là trùng ngay cái từ ngữ của bộ bài, đó là The Wild Unknown, và Kit ngay lập tức phải sắm liền cho mình một bộ tarot The Wild Unknown này ngay lập tức luôn, mặc dù không biết gì hết, học sau cũng được, phải sắm liền. Và hôm đó là Kit đã mua, và đó là cơ duyên đưa đến cái trải nghiệm của Kit cho tarot ha. Và từ đó là Kit được chữa lành, và cũng như là trước đó là cũng đã nghe những cái thông điệp YouTube và chữa lành rồi, nhưng mà sau đó là Kit càng ngày càng tìm hiểu về bản thân sâu sắc hơn. Và đó là sau đó là lên được những cái kênh YouTube như ngày hôm nay mà Kit ngồi ngay lúc này luôn. Mấy ba được bao nhiêu phút rồi ha? Hiện tại là 8 phút, chắc nói ngắn gọn hơn chút xíu, trải lòng ngắn chút xíu. Thì Kit làm được một cái kênh YouTube và không ngờ trong vòng 3 tháng thôi được rất là đón nhận, rất là nồng nhiệt và rất là bất ngờ, hình như là gần như 3 tháng đúng không? Đâu, 2 tháng mấy ấy chứ? 2 tháng mấy ấy, bắt đầu từ tháng 2, Kit nhớ là Kit bắt đầu cái video của mình là tháng cái video đầu tiên là 28 tháng 26 tháng 2 thì phải. Thì đến hiện tại là tháng 5 nha. Tháng 5 rồi. Thì cũng như là gần như 3 tháng rồi, và Kit rất là oh my god, rất là bất ngờ về những cái sự kỳ diệu nó xảy ra tới với mình. Và đó lý do đó là động lực giúp cho Kit là phải truyền được cảm hứng đến với nhiều người, vì Kit là hy vọng là mở ra cái kênh YouTube này, ngoài việc trải bài, Kit vẫn muốn là đưa những cái thông điệp tích cực để giúp cái năng lượng của mọi người được nâng lên mỗi ngày. Và cũng rất là cảm ơn tới những cái bạn YouTube, những các bạn YouTuber, những các bạn tarot reader ở trên này
Thực sự các bạn rất là động lực, rất là truyền cảm hứng cho Kit để Kit có thể hôm nay đăng tải cái video này. Với lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ha. Và Kit cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem YouTube của mình. Những bạn subscribe, những lần đầu tiên là mình được subscribe luôn, không nghĩ là mở YouTube luôn á. Thì ok, đó là lý do là sao Kit có được cái video này hôm nay, là để biết ơn tới các bạn. Cho nên là Kit muốn có một cái chuỗi series riêng về cho ngày hôm nay để tương tác với tất cả các bạn thân yêu đã subscribe kênh của Kit. Ok, khi các bạn xem video này á thì các bạn có thể thế này nè. Cái ID của Kit là Radio ha. Kitoan Radio. Tức là sẽ có những cái bức thư tâm tư từ các bạn. Bức thư tâm tư là như thế nào? Tức là các bạn có thể xem cái YouTube, cái video này và các bạn chia sẻ câu chuyện cá nhân của các bạn comment ở phía dưới video này. Kit và team sẽ lựa chọn ra mỗi tuần đi, khoảng từ 3 đến 5 thông điệp, 5 cái câu chuyện, 5 nhân vật có thật từ các comment ở dưới. Từ những cái comment các bạn chia sẻ về những cái câu chuyện đó, sẽ lựa chọn ra từ 3 tới 5 câu chuyện và sẽ làm một cái video mỗi tuần để trải bài riêng cho từng câu chuyện đó, từng bức thư đó, từ cái trải lòng đó. Thì cho nên cách thức rất là đơn giản. Các bạn có thể lên TikTok của Kit hay là Kitan Tarot, hoặc là vào kênh YouTube Kitan Tarot Channel. Các bạn để lại comment ở dưới. Nhưng mà cách thức tốt nhất là các bạn hãy nên để comment ở dưới video này ha. Chia sẻ câu chuyện của bạn thật xúc ngắn gọn, xúc tích, hoặc là câu chuyện dài cũng được, hoặc là như một bức thư cũng được, kể về các câu chuyện mà các bạn có trong cuộc sống, những cái tâm tư tình cảm, công việc, sự nghiệp, về những cái lỗi lầm hay là những cái điều mà thầm mong muốn, những tư tương lai, những cái định hướng hay đó, các bạn có viết chia sẻ hết ở dưới đi. Và những cái, và Kit và team sẽ lựa chọn những câu chuyện thực sự là lay động và cũng như là có những cái tâm tư gì đó, và sẽ trải bài riêng cho từng bạn ha, từng câu chuyện đó trong một cái video chung ha. Thì Kit gọi đó là Keaton Radio ha. Và sẽ đưa cho tới cho những các bạn những cái thông điệp đó. Thì các bạn cứ comment ở dưới video này tương tác. Các bạn có thể chia sẻ video nữa. Và nhớ nha, subscribe kênh cho Kit ha. Subscribe kênh nha. Thì Kit sẽ trải bài cho các bạn từng cái người thật việc thật luôn. Thì các bạn cứ comment ở dưới và viết tâm tư, chia sẻ tâm sự, hãy viết những bức thư, hãy đặt tình cảm của mình vào mỗi comment, vào mỗi bức thư ấy. Thì chúng ta kết nối với nhau bằng cảm xúc. Thì khi mà các bạn càng viết được đặt cảm xúc bao nhiêu, thì cái trường năng lượng, từ trường năng lượng, cái năng lượng của các bạn kết nối với cái càng mạnh mẽ hơn, và giúp cái có thể trải bài cho các bạn sâu sắc hơn và kết nối với các bạn được nhiều hơn ha. Ok, thì ok, để mình nói ngắn gọn để mình kết thúc cái video này, thì là cảm ơn các bạn rất là nhiều, và các bạn hãy nhớ để lại những cái thông điệp, những cái message, những cái comments ở dưới, và chúng ta sẽ có được một cái series mới, đó là Keaton Radio, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe mỗi tuần những cái thông điệp của các bạn, và Kit sẽ giúp đưa cho các bạn những định hướng và cũng như là tâm tư gửi tới các bạn, và hy vọng là có thể là giúp cho các bạn nâng lên được cái năng lượng của mỗi người, của bản thân của các bạn được nhiều hơn nữa. Ok, thank you very much. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.